suy nghĩ what và nó bỏ cuộc. What that child is doing is it's selling itself on walking. Có phải ngay tại khoảnh khắc đấy đứa bé đó nó đang bán cho chính nó là tôi phải nhất định đứng được. Otherwise it would quit. Chứ nếu không bán được thì nó sẽ bỏ cuộc. Understand? Mọi người hiểu chưa? Yes. I may not get, we got all kinds of strategies to talk about tonight, but this is the most important message that you all must get and you must all teach your teens and your children. Có thể là tối nay chúng ta không cần phải nói cái gì chiến lược to tát. Cái điều này tôi muốn tất cả các anh chị phải hiểu để các anh chị về các anh chị dạy lại cho con cái của các anh chị và chia sẻ với mọi người xung quanh. That baby is selling itself. Đứa trẻ đấy nó bán cho chính nó. On walking. Lý do tại sao nó cần phải đứng và phải đi. It knows it's gonna fall down. Chứ nếu không thì nó sẽ té. And it may even cry once in a while. Có thể một vài lần đầu nó té thì nó có thể khóc. But one day. Nhưng sẽ có một ngày. Đúng không ạ? Bắt đầu sẽ được thăng bằng. Yes. Đúng không ạ? And then they get pretty good at it. Và từ từ lại nhau. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Now they're walking. And all of a sudden they go, bicycle. Yeah, và các anh chị nghe nha, tiếp tục nghe nha. Sau khi nó đã đứng được, nó đi được rồi, bắt đầu nó nghĩ đến cái gì ạ? Cà phê à? Right? And what happens? Và chuyện gì xảy ra ạ? Boom! Again! They're gonna go down again! Nó lại té nữa đúng không ạ? And again! Té nữa! And again! Nữa! But sooner or later, nhưng mà sớm hay muộn, they're gonna ride the bicycle. Đúng không ạ? Nó sẽ đạp được xe đạp. Understand? Mọi người hiểu không ạ? Now, this is the problem. Listen closely. Nghe kỹ, nghe kỹ. Đây là vấn đề đây. Somewhere in this process, that child, you go to school. Có một khoảnh khắc nào đấy trong cái tiến trình đấy, and khi đứa trẻ được đi học. And the teacher asks a question. Và cô hay là thầy của nó mới đặt ra một câu hỏi như thế này. And you're all excited because oh, right? You have the answer. You want to answer the question, right? Và khi mà cô hỏi thì mình cố gắng để mình giơ tay mình trả lời đúng không? And then the teacher looks at you and says, wrong answer. Và thầy nói sai rồi. And now the game is different. Và bây giờ khác rồi. Because the message you just got. Bởi vì cái thông điệp mà chúng ta vừa nhận được. Is that you made a mistake. Đó là khi mà mình làm một cái lỗi gì đấy. And you're a failure. Có nghĩa mình là kẻ thất bại. And you're stupid. Có nghĩa là mình. And you'll keep making mistakes. Và khi những đứa trẻ nó tiếp tục nó phạm sai lầm. You won't get a good job. Thì nó bên thầy cô nó nói là không thể nào giỏi được. You won't be successful. Em sẽ không thể nào thành công được. And you're not smart. Tại em không có thông minh. Understand? Mọi người hiểu không ạ?